Trường Cao đẳng Quốc tế Fabis phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác với tập đoàn Bosco, một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu thế giới, có nhà máy sản xuất đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2. Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận sự phát triển của trường và mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên trong tương lai với phần châm vẫn dần cách, giỏi tay nghề, sống cống hiến. Trường cao đẳng quốc tế và BIS được thành lập từ năm 2007, là một trường tư thuộc chất lượng cao. Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế dựa trên những kỹ năng thiết yếu nhất để làm việc và tương thích với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đến nay, trường đã có 16 khóa chính quy tốt nghiệp. Hầu hết sinh viên học tại trường sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm năm học 2023-2024, trường tuyển sinh hơn 500 chỉ tiêu các hệ đào tạo cao đẳng và trung cấp gồm các ngành học cơ khí hàng, bảo trì thiết bị cơ khí, điện lạnh, điện công nghiệp, kế toán, logistics, tiếng anh thương mại, quản trị kinh doanh, marketing thương mại, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng.